Vâng, quý vị và các bạn đang theo dõi đêm thi bán kết cuối cùng của Tìm Kiếm Tài Năng Vietnam's Got Talent. Chúng ta vừa đến với 3 phần trình diễn và đến với phần trình diễn thứ 4. Hãy cùng chờ đợi sự xuất hiện của một nhóm ảo thuật có 102, một team ảo thuật rất độc đáo và ly kỳ. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhóm ảo thuật 102. Mình là Huy Hoàng. Mình là Vân Anh. Tụi mình là nhóm 102. Hai đứa mình chơi với nhau cũng khoảng là 6 năm rồi. Nhờ niềm đam mê của mình và bạn mình đều là bộ môn ảo thuật về sân khấu. Bạn mình thì có thể nhìn thấy được những cái trò nào hay và độc đáo. Còn mình thì là chốt lại sau cùng và chọn ra cái cách diễn và bố trí sân khấu như nào đó để đem được một cái bài diễn mới lạ, khác biệt để cho mọi người cảm thấy rằng ảo thuật Việt Nam đang phát triển rất là mạnh. Giữa mình với lại bạn mình khi mà đi diễn với nhau thì kỷ niệm vui với buồn thì nói chung là cũng có, nhưng mà buồn nhiều hơn là vui. Diễn ở trên sân khấu á, có nhiều cái nó không có được thuận lợi lắm, hay là diễn không có khớp với nhau thì hay lào bầu, lúc đó mình cũng bực bội lắm. Tuyệt vời, xin chúc mừng nhóm ảo thuật 102.
Và xin mời các bạn chúng ta có thể đứng lên phía trước ạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Wow, có lẽ đây là một phần trình diễn ảo thuật vô cùng đặc sắc và độc đáo. Và tôi nghĩ là giám khảo của chúng ta thì trên khuôn mặt, đặc biệt là anh Huy Tuấn thì vẫn chưa hết bàng hoàng ạ. Chúng ta sẽ cùng trò chuyện với giám khảo một chút trước khi chúng ta đến với phần bình chọn của quý vị. Và bây giờ thì tôi xin phép được mời giám khảo Hoài Linh nhận xét. Ôi trời, tôi tưởng nó mời Thí Hạnh chứ. Cái vòng vòng hồi nãy giờ thì cô này chưa nói câu nào. Tiết mục của các bạn rất là hấp dẫn và nó cũng làm cuốn hút, bởi vì thật sự ra thì khi chúng ta xem ảo thuật ở trên sân khấu thì nhiều người cứ nghĩ là ảo thuật là cái nó là sắp đặt, mà thật sự là sắp đặt thiệt. Nhưng mà cái quan trọng là các bạn có làm cho khán giả cuốn theo hay không, cái đó mới là cái yếu tố chính. Và các bạn là làm được điều đó. Chỉ có cái điều mà khúc sau mà tôi thấy cái cô này, mà khi mà em giật được cái kiếm rồi mà cô đang giằng co mà cô vẫn cười tươi như hoa, tôi không biết là cô ý gì, là cô yêu được anh này, cô thích anh này hay sao mà thấy cô cười không à. Không có thấy cô buồn chút nào. Và một cái tiết mục các bạn dàn dựng thì nó có nhiều cái mảng màu khác nhau. Và chúc mừng các bạn đã biểu diễn rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Và với phần dàn dựng rất công phu vừa rồi thì không biết là anh Thành Lộc thấy đây có phải là phần trình diễn rất là chuyên nghiệp không ạ? Tôi rất là ngạc nhiên một cách thú vị, bởi vì vừa mới ăn Tết xong thì thấy một năm trôi qua nhanh quá, mới đây mà Halloween rồi. Là để giữ cái lễ hội Halloween rồi. Tiết mục các bạn có cái phần kịch bản rất là hay. Phần trình diễn thì nó là chỉ bao nhiêu trò như vậy thôi, nhưng mà các bạn làm rất là nhanh, làm nhanh và làm cho người ta thú vị. Một cái câu chuyện có kịch tính và trình diễn như vậy đối với tôi trong cái phạm vi thời gian rất ngắn, trong của cái khuôn khổ chương trình Việt Nam Got Talent như thế này, mà các bạn bảo đảm được một cái câu chuyện hấp dẫn như thế là các bạn xuất sắc. Tôi hoàn toàn hoan nghênh các bạn. Vâng, xin được cảm ơn những vị giám khảo của chúng ta. Và quý vị hãy ghi nhớ là chưa có một nhóm ảo thuật nào được đi tiếp vào vòng chung kết. Vì vậy nên nếu như quý vị muốn nhóm 102 của chúng ta xuất hiện lần đầu tiên trong vòng chung kết, hãy bình chọn cho họ với mã số 4 và gửi 7370. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, và vừa rồi là tiết mục khá ly kỳ và có lẽ là đốn tim rất là nhiều khán giả. Và vẫn nghĩ là tiết mục tiếp theo chúng ta sẽ cùng chờ đợi một phần thể hiện rất là nhẹ nhàng, dịu dàng và tình cảm với giọng hát của nam thí sinh Lâm Vissey. Và anh ấy sẽ xuất hiện cùng với một người bạn nữa, một người rất đặc biệt. Chúng ta cùng chờ đợi xem họ sẽ xuất hiện đặc biệt như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cho họ một ít thời gian để chuẩn bị tiết mục này nhé.